đọc buổi lễ, đặt bỏ hoa, dâng lễ nhang trầm cúng viếng và lễ truy điệu bản nghĩa trang nhân dân quê nhà được trang nghiêm trình trọng. Ban lễ tang xin trân trọng kính mời hội người cao tuổi, hội nông dân của quê hương đất mẹ hiền thương An Châu lên chức. Xin trình trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Nhật, đại diện cho Ban chấp hành cán bộ Hội người cao tuổi và chi ủy chi bộ 2 thôn An Châu 2 bước vào làm việc. Xin trân trọng kính mời ông. Đã đến giờ thường lành lễ truy điệu đưa tang và phan viên về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt Ban tang lễ thôn An Châu 2, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và gia đình tăng quyến ổn định trật tự để buổi lễ truy điệu được trang nghiêm trình trọng. Trước khi bước vào chương trình lễ truy điệu, xin trân trọng kính mời kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân cùng gia đình tăng quyến, ngày 23 tháng 10 năm 2023, thôn An Châu 2 nhận được tin báo buồn của gia đình bà quả phụ Trần Thị Thanh có người chồng là ông Phạm Văn Biên, sau một thời gian lâm bệnh đã được tập thể y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, được anh em họ hàng nội ngoại và con làng xóm thăm hỏi động viên, xong vì bệnh nặng sức kiệt thuốc không thắng được bệnh nên ông đã chút hơi thở cuối cùng vào 8 giờ 15 phút ngày 23 tháng 10 năm 2023, tức ngày 9 tháng 9 năm Quý Mão, ông tuổi ngoại 66 tuổi. Gia đình thống nhất tổ chức lễ thông điệp và nhập quan cho ông Phạm Văn Biên vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 năm 2023, tức ngày 9 tháng 9 năm Quý Mão. Lễ viếng được tiến hành vào hồi 17 giờ cùng ngày. Lễ truy điệu và đưa tang được tiến hành trọng thể vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 24 tháng 10 năm 2023, tức ngày 10 tháng 9 năm Quý Mão, an táng tại nghĩa trang quê nhà thôn An Châu 2, xã Hòa Thành. Sau khi nhận được giấy báo buồn, thôn An Châu 2 đã tiến hành tổ chức thành lập ban tang lễ gồm các ông bà, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, trưởng đại diện các đoàn thể, cùng viên người qua đời và đại diện lễ tang cho ông Phạm Văn Biên trang nghiêm trịnh trọng theo đúng tập quán của địa phương, hương ước quy định của đảng, tổ chức các nội dung tang lễ theo tiết tục. Tiếp tục, kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu, thưa buổi tang lễ về tham dự lễ truy điệu lễ đưa tang hôm nay ban tang lễ thôn An Châu 2, xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí đại diện cho ban chấp hành đảng ủy thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ban nhân dân, ban mặt trận tổ quốc xã Hòa Thành và đại diện các ngành đoàn thể trong xã. Ban tang lễ xin chân thành giới thiệu có các ông trong ban tang lễ thôn
và đông và tầng lớp nhân dân trong thôn cùng gia đình thông gia liên gia họ hàng nội ngoại bà con làng xóm bạn bè thân yêu gần xa đã có mặt đông đủ trong buổi lễ truy điệu để đưa tang trong thể này. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Dương Hồng Bỏ, phó bí thư chi bộ, phó trưởng thôn, trưởng ban tang lễ cho hai lên thắp hương kính thiền và tóm tắt điều xin của ông Phan Văn Biên. Kính mời ông. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân cùng gia đình tang quyến, kính thưa hương hồn ông Phạm Văn Biên. Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cán bộ nhân dân xã Hoàng Anh nói chung, thôn Nam Châu Hai nói riêng đang tích cực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đoàn kết tại toàn dân tộc, 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân. Thì cũng trong thời điểm này, thôn Nam Châu Hai vô cùng thiêng tiếc khi nhận được tin báo buồn của bà Trần Thị Thành, có người chồng là ông Phạm Văn Biên đã qua đời, về với đất trời tiên tổ. Hôm nay trước giờ phút tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời toàn thể buổi lễ tang cùng nhìn lại tiểu sử cuộc đời của ông lần cuối. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, ông Phạm Văn Biên sinh ngày 7 tháng 10 năm 1958, sinh trú quán tại đội 6 thôn An Châu, xã Hoàng Anh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, là hội viên Hội Nông dân Việt Nam, hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình bần nông, có 10 anh chị em, hai anh em trai, 8 chị em gái. Trên mảnh đất làng An Châu, cạnh sông Hồng, giàu phù sa màu mỡ, sông bấy giờ còn nghèo nàn lạc hậu, cuộc sống của nhân dân còn vô cùng vất vả lầm than. Là con thứ trong gia đình, ông luôn được bố mẹ yêu thương, được anh chị em đùm bọc chia sẻ, dạy bảo khôn lớn trưởng thành. Cuộc sống cứ thế trôi đi, các chị em gái lớn lên lần lượt lập gia đình. Người anh trai của ông không may bạc bệnh cũng đã bỏ ông, để lại gánh nặng đôi vai cùng với bố mẹ già chèo lái gia đình. Khi đã trưởng thành, ông lập gia đình cùng bà Trần Thị Thành, sinh hạ được 3 người con trai. Những năm tháng ấy, dưới thời bao cấp kém phiếu, cuộc sống gia đình gặp muôn vàn khó khăn vất vả, lũ lụt triền miên, mùa màng thất bát, ông bươn trải đủ nghề xuôi ngược để mưu sinh. 3 người con trai của ông lần lượt ra đời, nỗi lo cơm áo gạo tiền nại kìa nặng nên đôi vai ông. Ông cùng vợ tần tảo sớm hôm thức khuya dậy sớm, cùng nhau chung tay chung sức chung lòng quyết tâm nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Dẫu có phải nhịn đói nhịn mặc, ông và vợ cũng cam lòng. Cuộc đời của ông gắn liền với những năm tháng lênh đênh trên sông nước, kiếm con tôm con cá. Hôm nay được mớ cá ngon vào vợ đi chợ bán, mua cho con đồng quả, còn mớ cá bé loại ra mang về có mặn cả nhà cùng ăn. Có hôm mẹ lưới chẳng được con nào, cặp lồng cơm ống dành để lại bù vào mẹ sau. 66 tuổi chẳng một phút thảnh thơi, ngỡ tưởng rằng cuộc đời sẽ xoay đổi để ông được an hưởng lúc tuổi già. Một cơn bạo bệnh đã ập đến, suốt 4 năm chống chọi với bệnh tật, điều trị khắp nơi các bệnh viện lớn nhỏ, gia đình vợ con tìm đủ mọi cách chữa trị chăm sóc cho ông. Những mong ông đã khỏe mạnh để làm chỗ dựa cho vợ con, nhưng nay ông đã không còn nữa,
căn bệnh đột quỵ quái ác đã khiến ông không còn đủ sức để chống chọi với bệnh tật. Kính thưa toàn thể buổi lễ tang, sinh thời ông Phạm Văn Viên là người hiền lành, chịu thương chịu khó, sống đức độ hiền hòa, năng nổ nhiệt tình với anh em họ hàng, được bà con hàng xóm quý mến, là một người chồng, người cha mẫu mực, là một hội viên tích cực, là một công dân gương mẫu, luôn chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Với tổ chức hội nhiều năm là công nhận nhà gia đình văn hóa, đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền, suốt đời vất vả gian nan dành cho con hết muôn vàn tình thương. Hôm nay các con của ông đã lớn khôn trưởng thành, cuộc sống đã không còn vất vả. Muốn phụng dưỡng báo đáp đền ơn sinh thành thì ông đã không còn nữa, ông đã về với đất trời tiên tổ, để lại một tổn thất, một nỗi mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình mà không gì có thể bù đắp được. Vậy là từ nay cảnh khuya nhà vắng, để lại một người vợ hiền, suốt gần 40 năm đầu ấp tay bối, ngỡ tưởng rằng sẽ được sớm tối với nhau, nào ngờ đâu ông dứt tình phu thê vội vã ra đi. Vậy là từ nay bà Trần Thị Thành vĩnh viễn mất đi một người chồng, các con vĩnh viễn mất một người cha, mất các cháu mất đi một người ông, kết nối thân thương họ hàng nội ngoại mất đi một thành viên, hội người cao tuổi, hội nông dân mất đi một hội viên tích cực, bà con làng xóm thôn Na Châu Hai mất đi một công dân tốt gương mẫu. Nhưng tha ơi, con người ta sinh ra và lớn lên ở trên đời, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống sao đầy tiếc thiêng. Trong giờ phút đau thương mất mát này, thay mặt cụm dân cư số 2 thôn Na Châu, hội nông dân, hội người cao tuổi thôn Na Châu 2 xin thắp tuần hương kính viếng ông, cầu chúc cho ông về nơi suối vàng an giấc ngàn thu, và mong gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương, ổn định cuộc sống để tiếp tục xây dựng kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cuối cùng, tôi đề nghị các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và gia đình Tam Quyến dành một phút tưởng niệm tới nhớ tới ông Phạm Văn Viên. Phút tưởng niệm được bắt đầu. Xong, chúc ông ngang nước ngàn thu. Tiếp theo chương trình của buổi lễ tang, ban tổ chức lễ tang chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Đặng Quang Đê, thay mặt cho hội viên người cao tuổi, hội nông dân thôn Na Châu 2 lên đọc lời điếu. Xin kính mời ông. Thưa gia đình nhà hiếu, được giới thiệu ban tổ chức lễ tang, tôi thay mặt cho vị chi hội người cao tuổi và chi hội nông dân xin lên gửi lại số chân quý của ông sẽ tham gia vào chi hội, và xin kèm theo có lời điếu. Ôi than ơi, ôi thương ơi, nghe lời bác dạy đáng giáo hóa, muôn dân sống tần tảo thức khuya dậy sớm, trải bao nhiêu năm sống gió mưa dầm ướt đẫm hai vai, đường đang rộng mở ông nỡ dẫn sình vội vã ra đi thôi.
tôi đành rằng sinh hữu hạn tử bất là kỳ. Nghe tiếng ông ra đi ai ai cũng cảm thấy rằng đâu ta ngột làng xóm họ hàng bạn bè vô cùng nhớ thương. Để đây cùng chia sẻ nỗi buồn chung. Nhớ lúc sinh thời ông hết sức hết lòng xây dựng đất nước tổ gìn giữ giống tiên dòng ngày càng thêm cương thịnh. Không có ăn không đồng ta. Nhớ ông khi xưa tính nhất hiền hòa nói năng thuần thuy cách chăn mẹ ở đối với xóm mà làng ai ai mến thương. Việc cửa việc nhà ông chăm lo xây dạy dỗ cháu con hơn việc mọi điều. Lúc chiến tranh hay trong hòa bình xây dựng ông khuyên nhủ các em cùng con cháu ra đi gìn giữ non sông trong biển cả mênh mông cách nhà hàng. Ông đã có phần đóng góp vẻ nêu tấm gương sáng cho con cháu noi theo học mà tập gương sáng này thì mãi mãi mai sau. Ôi thương ơi ơi than ơi ai ngờ số cả khúc bẻ cành nhà mai qua lìa cây yến lìa tổ kêu mùa thu đông. Hò võ thiên thần là người đã bãi cỏ xanh. 66 tuổi ngay đã ra đi sâu ba tấp đất muộn màu cỏ xanh. Ôi thương ơi chúng tôi vẫn tưởng mong vẫn còn tặng mà đâu ông đã biến biệt chuyện quái đời rời bỏ quê hương. Ông chúc mắt thành người anh em chú mắt thân thương qua tịch nhà cực ô nhiên thích nhà tử đây giữa người quất người nhà còn ôi nỗi nhớ niềm thương nhất tận cảnh sông này biết của nào qua quay. Hôm nay đông đủ hồn vàng lá hoa tươi chúc hồn về nơi suối già vàng yên giấc ngã ma thu. Xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, ban tổ chức lễ tang xin chân thành cảm ơn lời hiếu của đảng bộ đê. Tiếp theo chương trình của lễ tang, và tổ chức xin đọc giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà giáo phát biểu đại biểu. Kính thưa các cụ, thưa các vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể thôn An Châu 2, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, kính thưa toàn thể nhân dân cùng các gia đình thông gia liên gia, họ hàng nội ngoại, bà con làng xóm, bố tôi không may lâm bệnh trọng từ ngày 30 tháng 4 năm 2019 cho đến nay. Trong suốt những tháng này qua khi bố tôi lâm bệnh trọng, bố tôi cùng với gia đình chúng tôi đã được đón nhận rất nhiều những tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ, động viên, thăm hỏi của các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương cùng toàn thể nhân dân, bà con làng xóm, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia liên gia đã đến động viên bố tôi. Xong, do bố tôi bệnh trọng, sức đã kiệt nên đã thuận lẽ vô thường về với đất trời tiên tổ. Và trong suốt những ngày qua, khi bố tôi nhắm mắt xuôi tay, gia đình chúng tôi đã được đón nhận rất nhiều những tình cảm của các cụ, các ông, các
các bà, các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể, cán bộ Ủy ban Nhân xã Hoàng Hanh, cấp ủy chi bộ, cán bộ đảng viên chi bộ 2 cùng các ban ngành đoàn thể thôn An Châu 2, trưởng phó thôn của các thôn trong xã, hiệu trưởng các nhà trường, các công ty doanh nghiệp, bạn bè thân hữu gần xa, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia liên gia đã đến thăm hỏi, phúng viếng và chia buồn cùng với gia đình chúng tôi. Được sự ủy quyền của mẹ tôi cùng với các anh chị, cho phép tôi xin thay mặt gia đình xin được đa tạ cảm ơn những tình cảm của các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã đến thăm hỏi, phúng viếng và tiễn đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tan ra bối rối, nước mắt nghẹn ngào, không thể tránh khỏi những điều thiếu sót, cúi mong các cụ, các vị đại biểu lượng thứ chia sẻ. Sau khi bố tôi được mổ yên mà đẹp, chuyện đời của mẹ tôi cùng các anh chị, gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân trở lại gia đình ăn trầu uống nước để gia đình có lời cảm tạ. Xin đa tạ cảm ơn. Kính thưa các cụ, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân và gia đình tang quyến. Phần lễ truy điệu, ông Phạm Văn Viên đã xong. Thay mặt cho ban tang lễ thôn A Châu 2, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã cùng cán bộ và nhân dân thôn A Châu 2 và gia đình tang quyến đã cùng tham gia buổi lễ truy điệu ông Phạm Văn Viên. Ban tang lễ thôn A Châu 2 ghi nhận gia đình tang quyến đã tổ chức các nội dung lễ tang phù hợp với tập quán của địa phương, quy định ngưỡng ước của làng văn hóa. Sau đây là phần lễ đưa tang. Ông Phạm Văn Biên giao lại cho cán bộ hội viên hội nông dân thôn An Châu 2 cùng gia đình đưa ông Phạm Văn Biên về nơi an nghỉ cuối cùng được mộ yên mà đẹp. Lễ đưa tang được cử hành bắt đầu. Yeah.
Thank you.
lời cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi tành, phải giữ gìn nền nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời cha dạy là lời di chúc chúng con xin nguyện đời trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người. Đến với lễ tang cụ hôm nay bằng cả tấm lòng, đội chống đội kèn, tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở, đó thực sự là đoàn kết. Bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc, mỗi tiết hương này sống. Cụ luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nhưng khi cụ đi xa, tình làng nghĩa xóm cứ tan tuyến như một nhà thủy chung như nước. Trong giờ phút tống chung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng cụ lung linh bóng nước im trời, im cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống hách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc yếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng một vùng quê giàu con tim rung động lòng. Đại lao đi,